quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên Sử Thanh Phương, pháp danh Đồng Mỹ Hướng. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bằng của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt hướng dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết tới ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất hiện nay con là phàm phu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi xót thương cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng hết thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh rốt ráo đều rồi sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Xưng danh hiệu chư Phật, phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đạt nhiều lợi ích lớn. Cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội cũ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bằng. Bây giờ chính đạt phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể làm xong nguyện đó, ta giàu có nào vào ít nước bạc cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thiên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nạn sinh tử trong 40 kiếp, muốn là vẽ đáp hình tượng cúng dường tăng thám. Người này được vô lượng vô số biên phúc lợi, lại hằng hà xa kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thường chánh giác, lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên sáu tầng trời cõi dục. Muốn nữa là chí tâm siêu niệm, lại bất khảo thuyết vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người thiện nam người thiện nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đàn ngập vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho. Lại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng để bái hoặc tán thán, người này nơi pháp hậu của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị Đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn xa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vô thù thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vô thù thắng vi diệu, lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán, lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong một trăm đại kiếp, lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Phương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thổ quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Tháo Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tự Phật, Đức Vô Lượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật. Có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng tỏa vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là nam, hoặc nữ,
Chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hằng thông huyết trong nhà nhẫn đến một người vì bệnh mà sắp chết, đó mà niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khắc đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đàng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung người nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổ Nguyện, Nguyễn Trung hết. Om Ha 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 Om Sam Mô Ni So Ha.